Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Một Đài Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm mùa online ở season 19. Và nhân vật mà mình mang đến cho anh em ngày hôm nay đó chính là nhân vật Merger. Và như anh em đã còn nhớ thì một video trước mình đã review cho anh em với nhân vật Merger đi theo dòng đám vật lý hay còn gọi là Merger chiến mà anh em Việt Nam ta rất là ưa chuộng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi thử sang một dạng build khác, một dạng công điểm khác của Merger, đó chính là Merger phép. Thì như trước nay anh em cũng biết Merger phép nổi tiếng với cái dòng là có khả năng đi trên cực kỳ tốt với đám quái rất là rộng, đặc biệt là sau khi lên season 18.2 và em nó đã được làm lại với skill mới, chứ không còn là skill giật bảo điện như ngày xưa. Thì bây giờ Merger của chúng ta ở season 19 nó sẽ như thế nào, và ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm. Đầu tiên mình cùng với anh em sẽ cùng điểm qua bảng C của em nó khi mà lên season 19. Thì như video lần trước thì Merger của chúng ta vẫn là cấp độ 1600 với tên là Đúc Bực Knight và vẫn chưa được ăn hoa quả. Và ngày hôm nay khi mà đi theo dòng phép thuật thì mình đã tăng cho em nó là 330 điểm strength để mang vũ khí, và nhanh nhẹn yêu cầu sẽ là 1062 cộng với 470 điểm nhanh nhẹn tăng thêm. Thì tổng nhanh nhẹn mình muốn tăng cho Merger ngày hôm nay đó chính là 1500 nha anh em. Và khi mà tăng như vậy thì Merger chúng ta sẽ đạt được là 11.054 lượng phòng thủ, và đây là một trong những cái lượng phòng thủ thấp nhất của các nhân vật trong season 19. Vì Merger nó hiện tại là đang thiếu một vật phẩm nhé anh em. Merger chúng ta sẽ không có mũ như anh em thấy trên màn hình này. Merger chúng ta chỉ có đôi dơ cái đầu trần ra với mái tóc màu đỏ chét đấy, rất là chất chơi, rất là hổ báo. Ngoài ra thì tốc độ đánh của em nó sẽ là 222 đến 351 và chưa max speed nha anh em. Và lượng năng lượng mà mình tăng thêm đó chính là 2128 cộng với 1661 lượng bonus, và tổng năng lượng mà mình muốn tăng cho Merger ngày hôm nay là lớn hơn 3.700 anh em, lớn hơn 3.700, khoảng dao động gần 3.800 đấy. Và tổng magic đam sau khi mà em nó sử dụng skill book đấy thì đạt được là 40.227 và đam cao nhất là 12.528 đó, tổng là 52.000, cũng không để nổi quá là thấp anh em nhỉ. Rồi với cái bảng C như thế thì lượng trang bị của em nó như thế nào, là sẽ cùng điểm qua ngay bây giờ. Với trang bị của em nó, mình sẽ sử dụng là một cặp vũ khí rút luôn nha anh em, cộng 15 và cấp độ là 1400 với tên là Apostaff đấy. Tại sao mình không sử dụng vũ khí rút tại sao mình không sử dụng là vũ khí socket như cả cái server khác? Thì ở server mình nhá, thì cái lượng socket và level 10 nó mang lại nó không nhiều bằng cái lượng option nó tăng thêm khi mà anh em sử dụng vũ khí rút nha anh em. Như anh em có thể thấy vũ khí rút khi mà lên 1400 thì nó đã tăng cho chúng ta được là 3.0 đam mỗi level đó. Đây là một lượng tăng thêm khá là lớn so với việc chúng ta sử dụng vũ khí socket. Dù rằng khi mà Merger của chúng ta sử dụng hai cặp vũ khí giống nhau thì nó sẽ không tăng 30% đam giống như Merger chiến hay là DK, bởi vì Merger này nó chỉ tăng cho anh em ở cái vũ khí thứ hai này anh em, nó không phải tăng phần trăm quýt đam mà nó sẽ tăng theo cái dòng mà anh em đang sử dụng cái vũ khí thứ hai, đó chính là 10% bài speed và đam 3 buổi level 20 thôi nhé. Rồi cái cảnh thì giống như video lần trước, vẫn là một cái cảnh Pushman cộng 15, cảnh cấp 5 của Merger, và mang lại cho nó là 70 và 73% đam hấp thụ, và lượng đúc của đam tăng thêm sẽ là 7%. Rồi trên đây là sơ qua về nhân vật Merger phép của chúng ta ở season 19, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái bài test đam của em nó một chút để xem skill mới của Merger phép là gì và có đẹp hay không so với các cái season trước. Rồi như thường lệ mình đã đưa em nó đến bài test với một mục tiêu, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các skill của Merger trong season 19. Thì đầu tiên mình muốn nhắc lại với nhau một chút kỷ niệm đối với Merger phép khi mà ở các cái season 2, chính là skill dầm địa chấn. Đấy anh em thấy đẹp không? Nó cao một tí đi nhé. Đó, đấy, cực kỳ đẹp đi anh em ạ. Đây là một trong những cái hoài niệm của anh em khi mà chơi Merger các cái season thấp như season 2 có Merger chứ anh em nhỉ. Các season thấp chứ nhé, mình cũng nhớ rõ là season mấy thì chúng ta đã có Merger. Và khi mà lên các cái season cao thì Merger chạy chúng ta có skill bảo điện là đây anh em. Đây là skill bảo điện đi nhé. Rồi,
Và sau khi mà lên season 17 hay 18 gì đấy mình không nhớ rõ, và mọi người chúng ta có thêm skill Master 800, đó chính là skill Havo. Để cho anh em nào còn nhớ chính xác skill Havo này ở season 6 hay là season 16 hay là season 17 thì anh em có thể để lại comment nhắc cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, đây chính là skill Havo đây nha. Đấy, skill này sẽ mang lại cho em nó 410 basic skill dam, và lượng năng lượng yêu tối thiểu có thể học được đó chỉ là 1073 điểm. Đấy, khi mà sử dụng skill Havo thì chúng ta sẽ xem bao nhiêu đam đây, 749. Và bây giờ chính là skill Master 5, mặt skill mới của season 19. Nó sẽ có tên là Havo Spear of Anger nhé nhé. Nó sẽ là sự kết hợp giữa skill Havo bình thường, đấy skill Havo server 800 này, và skill giật xét đấy nha. Đó, nó sẽ kết hợp hai skill này lại với nhau thành skill Master 5. Anh em có thể thấy rõ hơn này. Đấy, anh em thấy không? Vừa có xét, vừa có cây thông đâm lên. Đó. Ok. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em test down. Và trước khi test down thì mình sẽ luôn luôn là bật bảng C cho anh em. Và chúng ta sẽ cùng để auto. Đây sẽ mình để auto đầu tiên là skill Master 800 trước. Và chúng ta sẽ nhìn thêm lượng đam nó gây ra trên 1 giây là bao nhiêu, cũng như là lượng đam cao nhất. Rồi, bắt đầu thôi nha. 749, 749 thôi anh em ạ, không quá là cao, thậm chí là thấp hơn so rất nhiều so với các cái nhân vật khác. Ui, đam mình còn được 3 triệu đấy nha, ta mình cảm giác nó khá là nhiều đấy nhé. 843, 843 ngàn đấy nhé. Mình vừa nhìn thấy con số 843 ngàn, có lẽ là lượng đam xuyên giáp nhân 3. Và con số này xuất hiện rất là ít. Rồi, 37 giây, 38 giây, 3.6. Rồi, 3.6 nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ đổi sang skill Master 5 để xem thử lượng đam em nó gây ra là bao nhiêu. Rồi, bắt đầu. 800 rồi anh em ạ, 800.000 rồi anh em ạ. Ui, 5 triệu kìa. Lượng đam cũng trông có vẻ khá là dày đấy anh em. Đám khá là dày anh em ạ. 922.000, con số 922.000 nhảy liên tục kìa nha. Tính lịch rất lớn so với skill Master 800. Lượng đám trên dây sẽ là 4.6, 4.6 đám 1 giây. Và lượng mắc đám sẽ là 922.000, 943.000 nha. Rồi, anh em hãy nhớ cho con số này để có thể tham khảo khi mà anh em muốn chơi MG season 19. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với anh em đi test em nó ở bài quái Island, bài quái cao nhất của season 19, và kiểm tra xem khả năng đi trên của em nó có tốt được không. Ok, mình vừa đưa nhân vật MG của chúng ta đến với bài trên. Và như em cũng có thể thấy, khả năng cơ lưới quả của em nó cũng khá là tốt đấy em ạ. Nhưng mà lượng phòng thủ, mình sẽ bật bảng C cho em thấy rõ hơn. Lượng phòng thủ khá là thấp, khoảng 13.000 khi mà sử dụng với con UR Mark Tam, Mark Pink nha nhé. Nhưng mà anh em nhìn kìa, máu tụt cũng khá là nhiều. Và lượng máu tối đa của em nó có thể đạt được tầm chỉ là 9.700 máu. Tầm nay mà MG đi trên mà không có con nào bút thì khả năng là tên không nổi nữa nha. Chưa kể là server test thì mình đang trải nghiệm với MG mắc đồ, lượng đồ là gần như là tối đa. Khả năng có liên quả thì dao động vào khoảng 0.53, chấp nhận là tạm ổn đấy nha mà. Nhưng mà skill thì khá là đẹp, khi mà vừa có nhập xẻ cái cây rơi xuống, vừa có cái thóc đấm từ dưới lên, trời ơi, khá là tốt. Đây, bây giờ thu nhỏ thì anh em dễ thấy thì chiếm được cái lượng đam đó, thế cũng khá là ổn áp đấy nhé. Nhưng mà phải có bút đi nhé, thế mà chỉ mà không có bút là khả năng cũng không nổi đâu. Đấy, lượng đam trên 1 giây bây giờ khi mà đi trên quả lên đến 8 triệu rồi nhé, khá là ổn.
Bây giờ mình sẽ cùng với anh em kiểm tra xem bảng master năm của Burger Phép nó sẽ khác gì so với Burger Chiến đấy nhé. Trên màn hình là anh em có thể thấy bảng master năm của Burger Phép. Khi mà bây giờ skill mà chúng ta sử dụng đó chính là skill Havoc Fear of Anger đấy. Ở đây có một sự lỗi tên đấy nhé, anh em có để ý là Havoc kìa, có tên là Havoc, còn thực sự mà skill đúng của nó là tên là Havoc chứ không phải là Voc nhé. Đây là có một sự lỗi nhẹ khi mà chúng ta kéo skill xuống đó, để bên này thì vẫn là Havoc nhưng mà chỉ để vào đây thì nó chỉ ở dưới này thì nó lại là Havoc đấy, cực kỳ bừa. Đây là một cái lỗi đấy, đó là lý do vì sao mà season của mình chưa update đến season 19 vì nó khá là nhiều lỗi nha. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với bảng master 5. Master 5 thì mình sẽ sử dụng là mình lượng đam phép thuật thấp nhất và lượng đam phép thuật cao nhất để có thể tăng lên lượng khả năng gây đam cho nó. Và cánh ở đây thì mình sẽ là cánh tăng phép thuật thì cũng phải là tăng đam vật lý nữa nhé nhé, đây là một sự thay đổi. Ngoài ra thì ở cái thẻ bài loại 5 thì chúng ta sẽ sử dụng là Mastery Magic Power thì cũng phải là Attack Power đối với đam vật lý. Đó là một trong những điều mà anh em nên lưu ý khi mà đi build thẻ bài. Ngoài ra thì anh em phải để ý là đối với Burger Phép thì chúng ta không cần quá nhiều strain, thì thay vào đó ở cái thẻ loại 1 thì chúng ta nên sử dụng là Wider Area Attack Power để có thể tăng thêm lượng đam cộng thêm của cái bảng của skill Master 5 này. Đó là chính là skill đam của AOE này anh em này, đó là sẽ tăng thêm đam cho nó. Và ở đây thì so với Burger Phép thì Burger Chiến thì Burger Phép chúng ta sẽ sử dụng là thẻ bài loại 4 là thẻ tăng năng lượng. Đó là một trong những cái điều khác biệt. Còn ngoài ra thì mình sẽ sử dụng bảng thẻ tích nhanh thì nó sẽ giống như là đối với dòng đam vật lý Burger Chiến, vẫn là lấy xuyên giáp tăng mức bồ đam, tăng skill đam và tăng tích bồ đam. Đó là những cái ô cơ bản đã bắt buộc phải tăng rồi, không còn gì phải bàn cãi. Đây là một trong những cái tham khảo để anh em có thể có một cách build cơ bản về một nhân vật Burger ở season 19. Anh em bây giờ sẽ cùng mình chiêm ngưỡng lại Burger chúng ta khi đi trên. Khi mà kết thúc cái video này thì gần như là mình đã hoàn thành một chặng đường khi mà review tất cả toàn bộ các cái nhân vật của mùa online ở season 19, kể cả đi theo dòng phép thuật hay là dòng sức mạnh đa vật lý đối với các cái nhân vật mà có thể build hai đường. Và ở các cái video sau thì mình sẽ đi chuyên sâu hơn một chút, sẽ là đi test, ví dụ như là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái Win 5 nó mạnh hơn Win 4 có nhiều không đó, và mạnh hơn thì mạnh hơn như thế nào, đặc biệt kiểu lượng đam tối đa, lượng phòng thủ và đi trên có khác biệt quá lớn hay không, thì chúng ta sẽ có một bài test kiểm tra cho nó chính xác và có con số cho nó cụ thể. Và hy vọng là video này sẽ giúp cho anh em có một cái nhìn tổng quan nhất đối với một nhân vật Burger Phép ở season 19. Nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh, và đừng quên là để lại bình luận của anh em về ý kiến của mình về nhân vật Burger Phép này, cũng như là các nhân vật mà anh em muốn mình review hoặc là trải nghiệm ở các video sau. Và anh em đừng quên donate cho mình qua tài khoản Momo bằng mã QR đang hiện ở trên màn hình, hoặc là chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank của mình ở trong phần mô tả. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.